Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ có thời gian để review cho anh em một sản phẩm mới. Đây là sản phẩm mình thấy rất là hấp dẫn luôn. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em những anh em gần xa đang có nhu cầu mua một cái bộ đường ốc vít. Thì cái sản phẩm này thật sự là mình đang tìm kiếm rất là lâu luôn á. Mình có biết nhiều hãng nó bán lắm nhưng mà mình vẫn không ưng ý lắm. Và giá cũng khá là cao. Hôm nay là mình được một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Stanley của Mỹ luôn. Mà giá thì rất là rẻ luôn. Mình rất là hài lòng với cái bộ sản phẩm này. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em gần xa đang có nhu cầu mua một cái tủ đựng ốc vít, đặc biệt là những anh em làm trong điện tử hoặc là anh em làm mộc, thì cái bộ này tao nói với anh em là nhức cái nách luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái bộ nhức cái nách này nó có như thế nào nha. Đây, cái máy cái bộ này của chúng ta đây, anh em thấy không? Thì cái bộ này á, đây là cái bộ của cái thương hiệu là ăn tiền là Stanley anh em nha. Đây. Kích thước của nó rất là nhỏ, gọn, vừa phải và nó sẽ có chúng ta rất là nhiều ngăn. Và cụ thể ở đây chúng ta sẽ có là chúng ta đếm đi. Từ lên đây là như là 5 ngăn, 5 học. Và từ đây qua đây là 6. Tổng cộng chúng ta có 30 cái ngăn nhỏ như thế này. Và nó dài như thế này anh em ha. Với cái độ dài như thế này anh em có thể để được một cái mũi khoan 8 ly. Khoan sắt là anh em có thể để vừa luôn á. Còn nếu mà anh em để mấy cái cốt điện như thế này. Đây ví dụ như ở đây mình có một vài cốt điện nè. Đó, cốt điện tử hay là cốt có điện các loại anh em bỏ vô đây anh em để biết bao nhiêu. Và với ba cái chục ngăn như thế này anh em sẽ có thể phân loại được rất là nhiều loại ha. Thay vì á mình để lộn xộn mình mỗi lần mình kiếm rất là cực thì anh em bỏ vô đây mỗi lần mình xài cái mình kéo ra cái mình lấy cái mình bỏ là trời nó đã nó phê anh em ha. Rất là đẹp luôn, rất là thẩm mỹ luôn và nó đi cùng với cái hệ của mình luôn, hệ điều World Stanley. Anh em đọc fan cái điều World Stanley là đã luôn ha. Cái này có một cái điểm trừ thật sự anh em, nếu mà hãng làm sao mà nó có cái hình logo của hãng trên cái này luôn thì nó đẹp ha anh em ha. Nhưng mà nếu mà hãng để cũng có ý, tại vì nếu mà dán logo đây thì anh em sẽ không có cái chỗ để anh em dán cái tên, chẳng hạn như ở đây là vít 5x10 thì anh em sẽ dán lên trên cái ngay cái chỗ đầu nào này rồi thì không có thấy được. Nên là mình cũng thật sự cái hồn này thì mình không biết là nếu mà hãng để cái logo của hãng thì sẽ để đâu. Thật sự luôn cũng không biết để đâu luôn ha. Thì nên là như vậy nên là chắc nó không để cái logo lên. Và với mức giá là bao nhiêu mà mình nói anh em là rất hài lòng. Với một cái bộ như thế này giá chỉ có 320.000 đồng thôi. 320.000 đồng quá rẻ luôn. Tại vì mình có tham khảo những cái hàng của Trung Quốc, của những cái thương hiệu khác rồi. Một cái bộ như thế này giá cũng phải hơn 320.000. Trong khi chúng ta đang sở hữu một cái thương hiệu đến từ Stanley, hàng của Mỹ luôn, mà giá của nó chỉ có 320.000. Tôi nói rẻ ơi là rẻ luôn. Anh em nào có nhu cầu mua thì đến trực tiếp store là một mua, hoặc là anh em có thể lên website nha. Nãy giờ quên nói về kích thước của nó là 36.5 x 15.5 và nhân cho 22.5. Cụ thể là chiều này là 36.5 nè, chiều này là nhiêu 12.5 và chiều cao này là 15.5. Anh em ha. Rất là ok ha. Và anh em có muốn nhu cầu mua thì anh em lên website của solomop.vn. Hàng đang có sẵn trên website luôn. Anh em có thể đặt hàng trên website, hoặc là anh em có thể điện thoại vào tổng đài 0287300 7368 để đặt hàng. Còn không thì anh em đến trực tiếp thì đã nữa, được nhìn được thấy được sờ như vậy. Thích thì mua, không thích thì mua anh em á. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh, nhớ cho mình một like và chia sẻ video này nha. Vì biết đâu mình không có nhu cầu mà người khác có nhu cầu và giúp cho người khác có mua được một sản phẩm tốt. Và anh em lưu ý nữa nè, 320.000 là anh em đã có thể trả góp rồi. Ghê chưa, trên 300.000 là anh em có thể trả góp tại sau là một rồi. Và nếu mà anh em trả góp thì anh em trả chưa tới 100.000 nữa là anh em sở hữu được cái này rồi. Thích trả góp chơi vậy đó, có tiền nhưng mà thích trả góp chơi vậy đó anh em ha. Và anh em cứ thử đi, với 320.000 chúng ta thử trả góp đi để chúng ta lấy được tín nhiệm tài chính, rồi sau này chúng ta có thể trả góp những cái món lớn hơn, nhiều hơn và nhiều hợp đồng cùng lúc hơn khi anh em trả góp tại Solo 1 nha anh em nha. Và trả góp là một hình thức để chúng ta có được cái thứ chúng ta muốn, nhưng chúng ta chi trả ít hơn ban đầu và chúng ta có thể dành một khoảng thời gian để chúng ta tiếp tục tìm kiếm tiền để chúng ta chi trả cho cái thứ chúng ta muốn, hoặc là chúng ta có thể dùng cái đó là một đòn bẩy tài chính để chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn, đặc biệt là những anh em làm nghề. Cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em nha. Xin chào.